Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những kẻ núp váy hoa hậu đánh lén rắc hận thù trong cuộc thi sắc đẹp. Sự kiện cô Đỗ Thị Hà, hoa hậu Việt Nam năm 2020, biểu diễn nhạc phẩm cô gái vót chồng trên đàn thừng tại cuộc thi hoa hậu thế giới vào năm 2021 vẫn tiếp tục đang diễn ra ở Rico, đã trở thành một trong những chủ đề nóng của tuần này. Có một điểm đáng chú ý là đa số người sử dụng mạng xã hội không chỉ trích Hà, vì gần như ai cũng biết ở quốc gia xã hội chủ nghĩa như tại Việt Nam, Đỗ Thị Hà không thể tự chọn nhạc phẩm như cô gái gót trông được. Tuy nhiên, hoa hậu Việt Nam chỉ biểu diễn nhạc cụ nhưng bản gốc bài hát toàn những lời hờn căm, đanh thép như mỗi mũi trông nhọn sắc quân thủ, xiên thây quân cướp nào vô đây, xiên thây quân cướp nào vô đây, con giặc Mỹ cọp beo khi còn giặc Mỹ cọp beo, em chưa ngừng tay vót trông và bổ vây, ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào, mũi trông sẵn sàng đây chờ bọn bay diệt bọn bay. Biết hình ảnh hố trông là cái bẫy ngụy trang khiến người hay thú vật rơi xuống thì bị đâm thủng cơ thể nằm chờ chết chứ không thể lên được. Đây là loại vũ khí thô sơ được dùng trong chiến tranh ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Thử tưởng tượng một hoa hậu hoàn vũ nào đấy trình diễn bài Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, bài hát diệt lính Trung Quốc nổi tiếng thời chiến tranh biên giới năm 1975, ngay giữa lòng Hà Nội, thì công an văn hóa có cho cắt cổ dao ngay lập tức hay không? Từ nay, sau scandal đầy tai tiếng, cái đẹp nguyên của Đỗ Thị Hà đã bị chế độ toàn trị nhục mạ. Rắc chữ Hoa hậu Việt Nam lên Google cho 111 triệu kết quả trong 0,59 giây, một siêu kỷ lục truyền thông. Và rắc tiếp lên Viki nổi bật 3 trên 7 cụm từ như thi hoa hậu bị biến tướng, dàn xếp kết quả, thành tích theo khu vực, trúng phọc rồi. Vào năm 2020, Đỗ Thị Hà đến từ Thanh Hóa, trước đó năm 2018, Trần Tiểu Vi đến từ Quảng Nam. Đừng ai nghĩ tới quê hương của nhị vị Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nguyễn Xuân Phúc nhé. Tuy cùng Thanh Hóa và Quảng Nam cả, nhưng đấy chỉ là thuyết âm mưu của các thế lực thù địch. Lướt qua tiểu mục của các vụ scandal và tai tiếng liên quan đến những cuộc thi, chúng ta bái phục các nhà tổ chức, những kẻ núp váy, quấy rối chuyên nghiệp, các hoa hậu chuyên đánh lén. Cũng đừng đổ tội cho trình độ văn hóa của các nàng. Người ta chính trị hóa lọc lõi, thay bài dự thi vào phút chót thì đúng là bó tay chấm còm. Màn chơi đàn trưng của hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa lọt vào vòng bán kết phần tài năng hoa hậu 2021 cùng với 26 thí sinh các nước khác. Điều đáng khâm phục là cô hoa hậu đăng quan năm ngoái trình diễn tiết mục chống Mỹ, diệt Mỹ ngay ở Rico, đảo lớn nhất trong các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ, trong khi tòa đại sứ nước này vừa thông báo đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 20 triệu liều vaccine để chống đại dịch COVID-19. Đây là hình ảnh Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam 20,5 triệu liều vaccine, cộng thêm 111 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine. Đó là sự hỗ trợ lớn nhất mà Việt Nam nhận được từ nước ngoài trong thời gian đại dịch này. Ý thức giác ngộ cách mạng của đoàn đi thi được giải thích, ban đầu đã chọn ca khúc Despacito, giai điệu đặc trưng của Puerto Rico để biểu diễn. Nhưng phút chót, cô giáo hướng dẫn muốn có bản nhạc phù hợp hơn nên đã chọn bài Cô gái vót chồng. Tờ Tiền Phong trong nước lập tức lên giọng ca tụng như với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như tiết mục độc đáo của mình, Đỗ Thị Hà đã xuất sắc ghi danh tại vòng bán kết của phần thi tài năng. Rồi thì chúc nàng hoa hậu của chúng ta thêm tự tin và thành công hơn nữa trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, là thông điệp được đăng tải trên các nhóm sinh viên bò đỏ thuộc dạng lực lượng AK-47 từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân của Việt Nam. Tuy nhiên, không phải nhóm nào cũng hùng hục khí thế chống Mỹ như mấy nhóm bò đỏ ấy. Bày tỏ trên diễn đàn, ta tự hỏi mình, Nhím Xanh đã đặt câu hỏi như sau. Thời gian nào rồi mà vẫn cứ lải nhải mấy bài hát gieo hận thù như vậy? Văn hóa tối thiểu của một hoa hậu Việt Nam để đâu mà kém cỏi đến mức ấy? Nếu cuộc thi hoa hậu này tổ chức ở Trung Quốc thì liệu cô ta có dám chơi bài hát Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới hay không nhỉ?
Đây là hình ảnh chiến tranh bảo vệ Tổ quốc khi quân Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc Việt Nam vào năm 1979. Với chỉ vài lời bài hát nói rằng tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới, quân xâm lược bành trướng dã man đã rạch xéo mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương. Thì dư luận báo chí nước chủ nhà Trung Quốc sẽ phản ứng quyết liệt như thế nào và sự can thiệp trắng trợn của nước chủ nhà vào việc trao giải sẽ ra sao? Không cần biết trắng là hậu quả thì ai cũng biết. Bạn Hằng Ngô thì lại cho rằng tụi nó túc công an văn hóa duyệt hết rồi đó, chứ không phải khơi khơi thích làm gì thì làm nấy đâu. Còn em này sang Bắc Kinh thì nó sẽ hát vang bài Việt Nam Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông cho bản dân thiên hạ nghe. Còn giờ này nếu trên đất Mỹ thì vẫn cứ phải tuân theo lời đảng bác, như mỗi mũi trông nhọn hoắt quân thổ, xiên thây quân cướp nào vô đây, còn giặc Mỹ cọp bèo khi còn giọt Mỹ cọt bèo. Quả thật là thiên tài, quả thật là siêu biệt. Những kẻ giải thích vì sao phải thay tiết mục vào phút chót, cứ như làm cả thế giới này sống trong mù lòa. Không biết ở Việt Nam hiện nay giữa Bộ Công an, Ban Văn hóa Tư tưởng và Bộ Thông tin đang toa lập với nhau để kiểm tra từng hơi thở, nhiệt độ cơ thể đến mọi suy nghĩ của dân chúng. Trong đoàn đưa các nàng tiên đi thi, không thể không có vài ba chú nhạc công là công an văn hóa trá hình. Để đánh cháo bài hát, thay đổi tiết mục vào phút chót là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải chống Mỹ, diệt Mỹ, triệt để, mọi nơi, mọi lúc. Đảng luôn thế, mặc dù vẫn ngửa tay xin vaccine của Mỹ mỗi ngày. Đây là hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà với phần biểu diễn tài năng đàn trưng bản Cô gái vót chồng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới vừa qua. Đến Thủ tướng trước khi tiếp Phó Tổng thống Mỹ còn phải thể thốt với sứ thần Trung Quốc là không đi với Mỹ để chống Trung Quốc. Chủ tịch nước bay thoát xa Trung Quốc hàng vạn cây số rồi vẫn phải lên tiếng chửi Mỹ từ bên ngoài ngõ, phê phán chính quyền Biden cấm vận Cuba trước khi Chủ tịch nhập cảnh vào New York, chìa rá xin vaccine. Thậm chí ngay đến cả cái chương trình thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ, một sản phẩm tuyệt vời giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Việt Nam và cũng là thành tựu đầy hứa hẹn giữa hai chính phủ. Nhưng mà hồi kết quả, nổi bật nhất từ chuyến thăm chính thức của bà Kamala Harris tại Hà Nội, chi hiểu bằng cách nào mà cũng bị dỡ ra khỏi các trang mạng trong nước. Toàn văn chiến lược ấy còn có thể tìm thấy trên trang BBC và bản gốc vẫn được lưu giữ trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhưng tuyệt nhiên không một tờ báo nào trong nước được phép đăng toàn văn khi bà Harris kết thúc chuyến công du. Về sau lại càng không. Ở một đất nước mà xã hội dân sự và những ai đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền bị lãnh đạo quốc gia coi là cặn bã trong xã hội, thì mọi biểu hiện về sự tiến triển, thậm chí có những phút thăng hoa trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đều bị liệt vào danh sách đen, cần xóa dấu vết càng sớm càng tốt. Nhà thần học Hebdo từng viết, không chỉ mình Thiên Chúa mặc lấy vẻ đẹp, ác thần cũng bắt chước ngài làm cho cái đẹp trở thành hàm hồ. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Mỹ khi đó Mike Pompeo vào ngày 14 tháng 7 đã công bố quan điểm của chính phủ Mỹ, bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và gọi đó là phi pháp. Trong thi phú, kể từ thời thi sĩ người Anh Milton với bài thơ Thiên đường đã mất, quỷ thần mang vẻ đẹp của kẻ bị đẩy ải. Vẻ đẹp không còn được thuộc tính, đặc hữu của cái thiện nữa. Một chỉ dấu cho thấy sự hàm hồ của vẻ đẹp đó là song song với việc tôn vinh nó, văn hóa cận đại cũng khước từ nó. Thậm chí còn nhục mạ vẻ đẹp đến độ có thể nói là cái đẹp đã chết, giống như Thiên Chúa đã chết. Thi sĩ Pháp Rimbaud đã gọi cái đẹp là một đống gan ruột. Trong hội họa, ông vẽ con chim kinh dị tìm tòi trên thân xác phụ nữ như một thi thể bốc mùi. Ở những bức tranh trừu tượng, họa sĩ thì vẽ những phụ nữ nổi tiếng giống như thây ma của cái đẹp. Như đã thấy, đáng không bỏ qua thì sắc đẹp để gieo rắc tiếp hận thù. Sau scandal đầy tai tiếng này, không chỉ vẻ đẹp dục tình trong các cuộc thi hoa hậu mà đến cả cái đẹp uyên nguyên của Đỗ Thị Thu Hà cũng bị chế độ toàn trị đánh lén và nhục mạ, mất hết mọi giá trị thẩm mỹ. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Facebook xóa hàng loạt tài khoản Việt Nam
chuyên báo cáo giới bất đồng chính kiến. Hôm 1 tháng 12, công ty Meta, chủ sở hữu của Facebook, ra thông báo về việc gỡ bỏ một mạng lưới hàng trăm tài khoản ở Việt Nam. Lý do được đưa ra là các tài khoản này đã vi phạm chính sách hành phi giả mạo đối với vấn đề báo cáo diện rộng nhắm đến những người chỉ trích nhân quyền. Theo các báo cáo, thì mạng tài khoản vừa bị gỡ đã thực hiện các báo cáo giả nhắm đến nhà hoạt động xã hội và những người công khai chỉ trích chính quyền Việt Nam. Mục đích của mạng lưới này là nhằm khiến Facebook đóng các tài khoản bị báo cáo. Đây là hình ảnh trên trang fanpage của lực lượng 47 ở Việt Nam, là một trong những trang của dư luận viên chuyên hoạt động chống phá và báo cáo các nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Facebook cũng cho biết đứng sau các tài khoản thuộc mạng lưới trên là người thật. Họ tạo ra các tài khoản chính danh hoặc giả mạo và gửi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhắm vào các tài khoản của nạn nhân. Một thủ thuật khác được triển khai nhằm khiến các tài khoản của các nạn nhân bị Facebook gỡ bỏ, được nêu trong thông báo là mạng lưới này cho lập các tài khoản giả mạo là tài khoản của nạn nhân, sau đó tổ chức báo cáo với Facebook rằng họ mới là tài khoản thật. Báo cáo cũng không nêu danh tính cụ thể của những ai đứng đằng sau các hành động này. Tuy nhiên, nhóm này khác với nhóm E47, tức là Trung đoàn Dư luận viên 47, từng bị mạng xã hội này xóa bỏ vào hồi tháng 7 năm nay. Phản ứng trước thông tin Facebook gỡ bỏ mạng lưới chuyên tấn công người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động dân chủ nhân quyền luật sư Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ đã cho Đài Tiếng nói EFA biết về nhận định của mình như sau. Thực sự là rất vui mừng bởi vì lần đầu tiên Facebook họ thực hiện công việc này. Hơn ai hết, nhà cung cấp dịch vụ nắm rất rõ ai là người sử dụng Facebook cho những mục tiêu nhân đạo, mục tiêu đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Và đâu là những kẻ chuyên môn phá hoại những công việc đó. Họ nắm rất rõ từ lâu rồi, nhưng mà khi họ thực hiện công việc này thì đó là một cái nỗi mừng riêng của tôi, cũng như của những người đang đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam và bên ngoài của Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết, chỉ riêng trong năm nay, tài khoản Facebook của ông đã bị khóa đến 5 lần, mỗi lần kéo dài cả tháng, và ông cho rằng đó là hệ quả của chiến dịch báo cáo. Đây là hình ảnh Facebook của luật sư Nguyễn Văn Đài liên tục bị công ty này khóa tài khoản chỉ vì dư luận viên tập trung báo cáo với số lượng lớn. Tuy vui mừng trước động thái mới nhất của mạng xã hội lớn nhất hành tinh, nhưng Chủ tịch Hội Anh em Dân chủ cho rằng Facebook cần phải hành động mạnh hơn nữa. Ông nói tiếp như sau. Tôi hy vọng đây không phải là lần đầu tiên và là lần duy nhất của Facebook sẽ phải làm thường xuyên và họ sẽ phải theo dõi những người như vậy. Khi mà họ nhận dạng được những tài khoản thường xuyên đi báo cáo kiểu như vậy thì họ sẽ phải xóa ngay từ đầu, chứ không để tình trạng đó tiếp diễn ra như trong suốt nhiều năm qua. Trong báo cáo ra ngày 1 tháng 12, công ty Meta, công ty mẹ của Facebook nói rằng chúng tôi đã xóa một mạng lưới các tài khoản ở Việt Nam do vi phạm chính sách về hành vi không xác thực của chúng tôi chống lại việc báo cáo hàng loạt. Họ điều phối mục đích việc nhằm nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động và những người công khai chỉ trích chính phủ Việt Nam và sử dụng các dạng báo cáo sai sự thật về các vi phạm khác trong một cố gắng xóa những người dùng này khỏi nền tảng của chúng tôi. Những người đứng sau hoạt động này đã dựa chủ yếu vào các tài khoản xác thực và trùng lập để gửi hàng trăm, trong một số trường hợp là hàng nghìn khiếu nại chống lại các mục tiêu của họ thông qua các luồng báo cáo lạm dụng của chúng tôi. Đây là hình ảnh lực lượng dư luận viên được tổ chức hỗ trợ hoạt động bởi quân đội và chính phủ Việt Nam, chủ yếu nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến và các nhà phản biện xã hội. Facebook cũng cho hay những kẻ cũng duy trì các tài khoản giả mạo, một trong số đó đã bị phát hiện và vô hiệu hóa bởi hệ thống tự động của chúng tôi, tức là giả là mục tiêu của chúng tôi để sau đó chúng có thể báo cáo các tài khoản thật như là giả mạo. Họ cũng thường xuyên thay đổi giới tính và tên của các tài khoản giả mạo của họ cho giống với cá nhân bị xem là mục tiêu. Trong số khiếu nại phổ biến nhất trong hoạt động lừa đảo này là đi khiếu nại việc mạo danh và ở mức độ ít hơn là khiếu nại về tính không xác thực. Facebook nói tiếp, mạng lưới này cũng đã quảng cáo các dịch vụ xóa tài khoản người khác trong mục tiêu sử dụng của họ và liên tục phát triển các chiến thuật mới để trốn tránh sự phát hiện.
Trong báo cáo ra ngày 1 tháng 12, Meta, công ty mẹ của Facebook cho hay, ngoài vụ liên quan đến Việt Nam, họ cũng đã xóa một mạng lưới tương tự tại Trung Quốc, Cuba, Ba Lan và Belarus. Vào ngày 2 tháng 12, tờ báo Quân đội Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho đăng tải bài viết thông báo trên trang của Facebook. Tuy nhiên, thay vì phản ánh đúng nội dung của bản báo cáo là Facebook gỡ bỏ mạng lưới các tài khoản chuyên nhắm đến giới hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến, thì tờ báo Quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam lại viết thành Facebook mạnh tay dẹp bỏ tài khoản chống phá chính phủ Việt Nam. Bài báo trên của báo Quân đội Nhân dân còn trích dẫn phần trả lời phỏng vấn của người đại diện Facebook là ông David trên hãng thông tin Reuters, nhưng đã tự ý thay đổi hoàn toàn câu trả lời của ông này. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam đã cố tình diễn giả sai bản tin của hãng Reuters. Cụ thể, người đại diện của Facebook nói rằng mạng lưới tài khoản này chuyên nhắm đến người hoạt động xã hội và người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam. Nhưng tờ báo Quân đội lại sửa thành các tài khoản đó có xu hướng nhắm vào các nhà hoạt động xã hội và chính phủ Việt Nam. Không những như vậy, tờ báo Quân đội Nhân dân còn nhét chữ vào miệng ông David khi viết rằng những kẻ tấn công bị Facebook phát hiện và loại bỏ, chuyên chống lại quyết sách của chính phủ Việt Nam, trong khi bản tin của hãng Reuters không hề có câu nói này. Việc các nhà hoạt động xã hội, nhân quyền và người bất đồng chính kiến trở thành nạn nhân của các chiến dịch tấn công trên mạng xã hội đã được truyền thông quốc tế đưa tin từ trước, và chính phủ Việt Nam cũng đã thừa nhận sự tồn tại của lực lượng tác chiến trên không gian mạng mang tên Lực lượng 47. Vào tháng 12 năm 2020, Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng ra báo cáo có tiêu đề Để chúng tôi thở, trong đó tố cáo chính quyền Việt Nam đã đàn áp tự do biểu đạt trên mạng xã hội thông qua nhiều hình thức, trong đó có bao gồm các áp dụng các chiến dịch báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng trên Facebook. Ba đài lớn của Âu Mỹ, trong đó có Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ BBC, Thời báo .d, trong tháng 10 đã bị một tài khoản Facebook ở Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Các đài báo khác thì đổi tên thành các khẩu hiệu cổ vũ Đảng, Nhà nước, Cộng sản Việt Nam, tương tự như vậy. Đây là hình ảnh các trang fanpage cùng lúc, trong đó có Thời báo .d bị đổi tên bởi những hacker yêu đảng, yêu bác. Ngay trước đó, tờ báo Washington Post khẳng định đích thân ông Mark Zuckerberg đi đến quyết định chấp nhận yêu cầu kiểm duyệt của Hà Nội với lý do không muốn đối mặt với nguy cơ phải bỏ một trong những thị trường quan trọng nhất của Facebook tại châu Á là Việt Nam, nơi có khoảng 70 triệu người đang dùng mạng xã hội này. Facebook chính là mạng xã hội phổ biến nhất cho người dùng tại Việt Nam, và chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến ảnh hưởng của mạng xã hội này. Thống kê chính thức của chính phủ Việt Nam nói năm 2020, Việt Nam xác định được khoảng 100 hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, 14.000 chuyên trang Facebook và hơn 480 kênh YouTube chống phá với tần suất cao. Khoảng trên 54.000 video vi phạm thường xuyên và phát tán tin giả có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Một bài viết được đăng gần đây của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho hay Việt Nam đã yêu cầu Facebook, Google gỡ bỏ hơn 10.874 bài viết, video, đường dẫn có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam. Và thông tin cuối cùng là tờ báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam sau khi đăng nội dung biên dịch không đúng sự thật của hãng Reuters, cuối cùng do bị mạng xã hội phản ứng gay gắt nên đã phải xóa bỏ bài báo này.